về cái dòng CBR 300. Đó. Con này là biển số Sài Gòn xe 27. Số Sài Gòn xe 27 nha các bạn. Và giá của nó là quay cái dòng phần khâu lớn cho quý anh chị và các bạn á. Siêu thị nha các bạn. Chị máy Phương Nam. Số 5 đường Lý Thường Kiệt. Đó, số 5 đường Lý Thường Kiệt. Lướt sơ một vòng cho quý anh chị và các bạn xem. Đó, siêu các loại luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình quay chi tiết. Thôi, như đầu tiên. Đó là anh Phong nha các bạn. Lại là anh Phong nha các bạn. Đó thì chuyên về những dòng mô tô phân khối lớn mà tầm trung nha các bạn. Đó mình thì bán chủ yếu những dòng xe dưới 200 triệu. À đó thì, đa số phần là những dòng 5-6-70 rất là nhiều. 5-6-70 ví dụ như những dòng hot, ví dụ R15 nè, GSX nè. Nói chung mấy cái dòng tầm trung thì nhiều vô kể đủ các loại luôn. Nó về thường xuyên cho quý anh chị và các bạn á. Ở đây cũng có dịch vụ trả góp, anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe, đặc biệt là trả trước 30%, thì số tiền mà trả cũng chẳng bao nhiêu cả các bạn. Và giá ở đây là giá đã bao gồm rút hồ sơ hết nha các bạn. Và đặc biệt trong ngày khai trương như trong cái chương trình trong tháng này thì vẫn giảm giá 2.900.000 trên một xe, tất cả các đầu xe luôn quý chị và các bạn. Mô tô là 2.900.000. Và hôm nay mình sẽ quay những cái con mà mô tô phân khối lớn mới về cho quý anh chị và các bạn à. Đó, để mà quý anh chị và các bạn tham khảo một tham khảo nha các bạn. Đó. Và đợt này nói chung là từ 125cc tới là gì 1000cc nha các bạn. Ví dụ 1000 thì có con Z1000 đây mới về. Phân khối lớn là mình đang có hiện tại là có những dòng 300. À 300, 500 và 1000. À 300, 500, 1000. Thì mình sẽ giới thiệu từ bên này qua đi. Đầu tiên là trang hoa sử dụng Z300 ABS. À ABS. Trang hoa sử dụng Z300 ABS. Mình còn một con thôi. Cái này thì hồ sơ mình đã rút sẵn rồi anh em, chỉ sẵn thời gian tên thôi. À hồ sơ có sẵn rồi. Xe đăng ký năm 2016 và đi được 13.000 km. 13.000 nha các bạn. Và giá của nó là 91 triệu. 91 triệu. Hiện tại dòng phân khối lớn mình đang giảm cho anh em là được 3 triệu một xe. À, phân khối lớn thì giảm 3 triệu. 3 triệu một xe chỉ còn là 88 triệu thôi. Nhưng con này còn 88 triệu. À, 88 triệu nha các bạn. Đó, thì những cái dòng này tầm 1m6 là đi ok nha các bạn. Cái hàng này anh em cứ 1m6 là đi được hết. À, 1m6 là cân được hết 300, 400 rồi. 500 là căng hết nha các bạn. Rồi. Lại một con Ninja. Tiếp theo nữa là Ninja 300 ABS. Ninja 300 thì hiện tại mình đang còn là 3 con. Ừ, 3 con. Đây, 2 con đây và 1 con bên kia. Con này thì khách mới đặt cọc rồi. À, lại bán một con nữa rồi các bạn. Còn một con nữa về sẽ thay thế vào. Còn đây là biển số Sài Gòn. Biển số Sài Gòn. Mình mệt quá thì được bao nhiêu cây. Ô đô là 11.500 cây. Đi mô AK Vic. Và giá của chiếc này hiện tại mình đang bán là 95 triệu. À 95 triệu. Còn có 92 thôi. 92 nha các bạn. Biển Sài Gòn. Đó, biển Sài Gòn. Quý anh chị và các bạn nào ở Sài Gòn mà thích chơi á thì mình mua về đỡ phí biển số. Dạ. Còn đây nữa thì là biển số Bình Định. Đó là thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Thì anh em sang tên về đâu cũng có 1% luôn. À thành phố luôn. Con này cũng biển thành phố nha các bạn. Bình Định. Ô đô đi được 13.862 cây. 13.862. Và giá của chiếc này là 86 triệu giảm cho anh em còn 96 giảm còn là 96, 93. Con này thì bán thôi. Em này lại theo chủ nhân mới thôi.
Rồi sáng tiện mình qua luôn, mình quay luôn cái con 300 này mới về cho quý anh chị và các bạn á. Con 300 này hơi khó giới thiệu. Vì là xe mới gửi về mà chìa khóa vẫn chưa gửi vào. À. Xe thì mới về, chìa khóa thì xe về trước và chìa khóa chưa có về tới. Con này cũng đợi nhiêu anh? Con này đợi 26 luôn. 26 luôn. Đó là 91 triệu. À 91 triệu. Dạ, còn 88 triệu. À còn 88 nha các bạn. Triệu đã có Ninja rồi. À. Ninja 300. Con này chạy cực ngầu luôn nha. Mấy dòng này chạy ngầu lắm á. Nó đi bộ đồ AK Movic. Cái sơn này là con này à, sơn lại ha. Của nó là không có màu đen nhám đâu. Dạ. Anh em nó thích thì là sơn lại màu đen nhám. Mà. Con này mới dùng mới nhìn tưởng như H2 á. Chế thêm mấy cái này. Cái này chế thêm. Chế. Đó, 91 thì giảm còn 88 các bạn. Rồi. Qua Ninja 400. Chiếc này là hồ sơ mình đã rút sẵn rồi anh em, sẵn để đăng ký thôi. Giá là 425 triệu và giảm cho anh em là 9 là còn 122. Giảm còn 122. Tiếu Bình. Ô tô 12.000 km. 12.000 km nha các bạn. Xe vẫn còn khoảng hơn. Sẽ báo giá sơ qua một lượt để xong mình sẽ review lại cho nó dễ cảm hơn nha. Dạ. Quay phía bên trong thoát ra thì nó dễ nhìn hơn. Đây là Kawasaki Z1000 xe đời 2011. Con này đi 30.000 km. 30.000 km. Toàn bộ là máy móc là bao zin cho anh em hết. Bao gì hết, bỏ lốp là thay mới hết rồi đấy, có lên thêm được chắn bùn đấy, bát biển số đút gầm rồi bảo vệ lốp máy, đèn trợ sáng đó và chống đổ, một cặp lốp là mới thay mới tinh. À, cặp lốp mới thay nha các bạn. Con đấy cả số máy cuối cùng luôn em nhé. Đó, đó là Z1000 các bạn. Mình tắt nó đi cho nó đỡ phải đau đầu. Tại vì là đang quay video mà để nổ nữa thì không nói, không ai nghe được cả. Nó biển số 70 tên đi. Anh em quay cái biển số luôn. Đây bán xe là tạm đai hết biển số và giá cả ha. Các bạn tại vì hồ sơ rõ ràng hết, sang tên chính chủ hết. Đúng rồi. Hải quan sang tên được hết. À. Giấy tờ là bao rút hết cho anh em. Máy móc bảo hành cho anh em 6 tháng hết. Là con này đời 2011 đi 3.000 coi. 30.000 coi. Và giá của nó là 165 giảm còn 162. À đang giảm còn 162 các bạn. 162. Con này 162 thôi. Giá 1.000. Đó, 162 về rồi. Rồi mình chuyển qua con CBF 500. Như này thì mình riêng cái con này cái cho Việt anh chuyển quay ha. Xe đi 6.000 cây bao mới. Đó, các bạn nhìn đây, lóc máy còn mới cứng luôn. Combo, các bạn nhìn đi. Biển số Bình Định là giá của nó là 145 triệu. À 145. Đang giảm thì còn 142 nha quý chị và các bạn. Con này còn cùng với một bộ phụ kiện nữa. À nó còn một bộ phụ kiện là ba cái thùng và một coi bô nữa nha các bạn. Đó, giá của nó hiện tại là 145 mà giảm 3 triệu là còn 142. Rồi, về cái dòng CBR 300. Đó. Con này là biển số Sài Gòn xe 27. Số Sài Gòn xe 27 nha các bạn. Và giá của nó là 94 triệu. 94 triệu nha các bạn. Dạ. Thì anh em nào mà thích chơi mà ở Sài Gòn nên mua con này. Tại vì cái phí biển số nó rẻ, sang tên nó rất là thấp. Dạ, nó khỏi mất tiền phí chứ. Hiện tại mà sang tên bằng tính và sang tên về thành phố Hồ Chí Minh này mắc cực kỳ luôn. Đó. 94 giảm 3 còn 91. Rồi anh em để ý
Đợt trước mình quay á thì anh em cũng nhớ con Rebel chỗ này đúng không? Nhưng mà con này không phải là con đó nha. Trước là biển 49 rồi, con này biển 62. Con này biển số 2, con biển 49 là bán rồi. Đó. Đi có 3.000 cây rồi mới. Đi 3.000 cây. Cái con kia đợt trước anh xả một phát là đi ngay thôi. Con này là giá là 91 đạt còn 88. À 91 đang giảm 3 triệu là còn 88. Con này đi 3.000 cây anh. 3.000 coi. Rebel đi 3.000 coi. Rất là đẹp, biển số 62 á. Anh chị nào muốn mua thì mình tới liên hệ mua. Rồi cái địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976741725 và số điện thoại thứ hai là 0922770770 và tứ quý 8 nha các bạn. Đó, anh chị và các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình cứ tới liên hệ. Tất cả các dòng đều có hết. Rồi, các bạn nhìn đi. Cực nhiều á. Ok, có lý là mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Anh chị nào mình xem thì mình nhớ bấm đăng ký, bấm chia sẻ. Bạn nào muốn mua xe thì các bạn cứ theo dõi kỹ kênh á. Ok, xin chào các bạn.